Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Đứng cạnh em đây hôm nay là một siêu phẩm, siêu lướt cực kỳ mới. Một chiếc xe đang rất là hot trên thị trường, cả xe mới lẫn xe cũ. Chiếc này là chiếc Toyota Fortuner, nhưng chiếc này là phiên bản Legender, là phiên bản mới nhất. Một phiên bản thể thao, được trang bị rất nhiều option và nội ngoại thất cực kỳ hiện đại, đẹp mắt. Xin mời quý vị cùng đi về tổng thể chiếc xe ạ. Chiếc này là Fortuner phiên bản Legender, máy dầu, số tự động 2 cầu, sản xuất 2021. Chiếc này thì cực kỳ mới luôn quý vị ạ. Mới làm bánh có 4.500 km, không khác gì xe mới cả. Và phiên bản Legender nó khác phiên bản thường như nào thì xin mời quý vị cùng theo em. Bản Legender, trước tiên quý vị thấy đèn sẽ là đèn full LED và thiết kế cực kỳ khác luôn. Đấy, với những cái sợi LED chạy ban ngày này. Và ở bên trong này nó là đèn bi LED luôn, rất hiện đại. Đó, đèn gầm cũng là đèn LED, cảm biến phía trước. Như em nói, chiếc Legender này thì nó cực kỳ nhiều công nghệ luôn và rất là hiện đại. Đây, mặt ca lăng cũng là mặt ca lăng khác rồi, nó chia ra làm hai phần, rất là thể thao. Ở đây quý vị thấy logo chìm và ở bên trong này nó là cái hệ thống cảm biến va chạm. Đó, Fortuner nhá, nhưng mà bản Legender này thì cực kỳ nhiều công nghệ luôn. Đấy, quý vị thấy đây, cam 360 luôn. Đó, mời quý vị cùng đi về tổng thể ngoại hình chiếc xe. Về kích thước thì nó vẫn như vậy, nhưng mà về nó sẽ khác ở thiết kế phần đầu và phần đèn hậu. Và một điểm nữa đó là phần la răng này. Đó, quý vị thấy la răng phay rất đẹp, thiết kế kiểu mới, nhìn rất khỏe. Xe chạy có 4.500 km nên là chất lượng thì rất là mới ạ. Sơn thì gần như zin toàn bộ xe. Đấy, cửa kính đóng mở một chạm, cửa tự động một chạm. Đèn full LED, cùng với đó là xi nhan LED tích hợp trên gương. Đấy. Đó, và một điểm nữa về phần đuôi xe phiên bản Legender này thì đèn nó cũng thiết kế khác, là đèn full LED hết, xi nhan LED. Đấy, xi nhan LED dạng đuổi cực kỳ đẹp luôn. Đây, em sẽ mở quý vị xem. Đó, cực kỳ đẹp nhá. Cốp đóng mở điện. Bản này bằng full Legender 2 cầu, số tự động máy dầu, rất mới luôn đấy ạ, 4.500 km. Và thời điểm hiện tại thì giá xăng đang rất là cao, thì quý vị sử dụng một chiếc xe chạy máy dầu như Fortuner này thì rất là phù hợp, tiết kiệm mà rất là khỏe. Chiếc này khi sở hữu thì quý vị có thể tiết kiệm được một khoản lên đến hơn 100 triệu so với xe trong hãng, mà chất lượng thì không khác gì xe mới cả. Vâng, xin mời quý vị vào bên trong khoang nội thất xe. Và một điểm nữa trên chiếc Legender này, đó là nội thất màu đỏ đen, hai màu, thêu chỉ đỏ đây, rất thể thao luôn. Đấy, nội thất hai màu đỏ đen. Cửa kính lên xuống một chạm. Và có thêm tủ khí bên hông ghế nhá, rất an toàn đấy ạ. Đấy, ghế rất là mới này, rất căng luôn. Nói chung là xe như trong hãng ra. Đây, mà quý vị thấy này, cam 360 này, cốp đóng mở điện. Đó, cảm biến quanh xe, vô lăng ốp gỗ. Đấy, quý vị thấy này, chất lượng rất mới luôn nhá. Mà xe này xe mộc luôn, vừa về hôm qua xong, em quay luôn quý vị xem. Đấy, có một cửa gió điều hòa phía sau này, ngồi không hề sợ nóng. Chỉ chúng ta còn chỉnh được cả độ gió, rất tiện. Đấy, ghế vẫn còn căng đét luôn, như trong hãng ra. Khoan nói thật, chiếc này Legender đây quý vị nhá, là không hề bị nó không hề đơn giản như những chiếc form bình thường. Legender mà, vô lăng ốp gỗ này, thêu chỉ đỏ, rất thể thao. Đấy, chúng ta có công nghệ này, dùng có cảnh báo lệch làn này, cảm biến va chạm này, cruise control. Đấy, cực kỳ hiện đại luôn. Đấy ạ, xe lăn bánh có 4.500 km thôi, rất mới. Đấy, và ở đây chúng ta có một cái rất hay này, đó là hiện lên cái góc bánh lái của xe, góc bánh xe luôn. Đấy, rất hiện đại, rất nhiều công nghệ luôn trên chiếc Legender. Cam 360, gài cầu điện, hỗ trợ độ đèo, 3 chế độ lái, cân bằng điện tử. Nói chung xe full công nghệ luôn, rất nhiều công nghệ. Đấy, về tổng thể nó có quá mới luôn quý vị ạ. Nói chung là xem xe chỉ bàn về giá thôi, chất lượng chúng ta có thể bỏ sang một bên, vì xe mà có lăn bánh 4.500 cây thôi mà. Thưa quý vị, vừa rồi đó là tổng thể về nội ngoại thất chiếc Fortuner. Chiếc này là phiên bản Legender 2 cầu, máy dầu, số tự động 2021.
lướt 4.500 cây. Đó, về tổng thể thay đổi thì em đã nói qua quý vị xem rồi. Và nếu quý vị nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp đến hotline em để trên màn hình. Và khi sở hữu chiếc này thì quý vị có thể tiết kiệm được một khoản rất lớn so với xe trong hãng, mà chất lượng thì không khác gì xe mới cả. Đấy, nếu quý vị nào thích hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ ô tô Đức Thiện ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.